Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết từ tháng 11 tới, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Vaccine được tiêm là loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và nhiều nước sử dụng. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian qua. Các điểm tiêm là trạm y tế xã phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện đối với một số trẻ có bệnh nền béo phì. Thực hiện tiêm trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16 đến 17, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ phải ký phiếu đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả các tỉnh, thành phố về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trong ngày 29 tháng 10. Các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm tích cực tham gia tiêm kịp thời và đầy đủ. Đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ em. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Và ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm cho trẻ ở quận 1 và huyện Củ Chi. Dự kiến huyện Củ Chi sẽ tổ chức tiêm cho 1.500 em học sinh lớp 12 và quận 1 tổ chức tiêm cho 300 em. Lực lượng giáo viên tại các trường học tổ chức tiêm sẽ tham gia đón tiếp học sinh đến tiêm, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt và hỗ trợ các công việc để buổi tiêm được tiến hành thuận lợi, an toàn. Phụ huynh học sinh các trường được chọn tổ chức tiêm được thông báo về lịch tiêm và được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm trước khi đến điểm tiêm. Các điểm tiêm chủng phải đảm bảo sẵn sàng đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu, đặc biệt là đội cấp cứu lưu động tại mỗi điểm tiêm. Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng triển khai các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục điều tra kiểm soát lưu động, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại các bến xe, ga tàu, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh. Trước đó, từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ các chốt kiểm soát nội đô, bỏ việc kiểm tra giấy đi đường, nhưng vẫn còn giữ lại 51 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố, gồm 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 39 chốt kiểm soát cấp quận, huyện, giáp ranh với các tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến hết ngày 25 tháng 10, có 5 trên 19 tỉnh, thành phố phía Nam có tỷ lệ bao phủ ít nhất một mũi vaccine đạt trên 95%, là Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Tuy nhiên, vẫn còn 9 trên 19 tỉnh tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 dưới 70% là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2-3 tuần tới, các tỉnh phía Nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 bao phủ mũi vaccine thứ nhất, tiếp tục tiêm mũi 2. Bộ Y tế phải đảm bảo đủ vaccine. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn với người đến hoặc về Hà Nội. Theo đó, những người từ nơi khác đến thủ đô không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Hà Nội không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm các trường hợp đến từ nơi có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa. Người dân đến từ địa phương có dịch cấp 4, vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa, nếu đã tiêm vaccine thì cần theo dõi sức khỏe tại nhà 7 đến 14 ngày. Xét nghiệm một lần bằng phương pháp real-time PCR vào ngày đầu tiên khi tới địa bàn. Người chưa tiêm vaccine phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Theo dõi sức khỏe 28 ngày, xét nghiệm real-time PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Đối với người di chuyển qua địa bàn thành phố, Hà Nội không yêu cầu cách ly và xét nghiệm. Trong quá trình lưu thông qua thành phố, cần thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch và không dừng nghỉ trên địa bàn Hà Nội, trừ trường hợp bất khả kháng. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AI 4.2 hay còn gọi là Delta Plus, biến thể phụ của biến chủng Delta. Trường hợp mắc biến thể AI 4.2 này được phát hiện vào tháng 9 là một người đàn ông 49 tuổi làm việc tại khu vực Bangsai, tỉnh Ayutthaya. Người đàn ông này không có lịch sử đi lại đến các khu vực có nguy cơ hoặc đi nước ngoài. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đến Viện Nghiên cứu Y khoa của các lực lượng vũ trang Thái Lan để giải trình tự gen. Nước này đã thực hiện thêm các xét nghiệm ngẫu nhiên khi phát hiện ca nhiễm biến thể AI 4.2 lần đầu tiên. Đến nay có tổng cộng 23.407 ca mắc biến thể AI 4.2 được ghi nhận trên khắp thế giới.
trong đó Vương quốc Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm với 21.848 trường hợp. Tại Mỹ, biến thể AI 4.2 đã được phát hiện tại 33 tiểu bang với tổng cộng 130 ca. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansoor Mandaviya cho biết quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Covaxin do hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất sẽ được đưa ra trên cơ sở kết quả cuộc họp do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức trong hôm nay. Trước đó, WHO nhấn mạnh việc phải đánh giá kỹ lưỡng vaccine để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trước khi phê duyệt sử dụng. WHO cho biết khung thời gian cho quy trình lập danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO, EUL, phụ thuộc vào tốc độ một công ty sản xuất vaccine có thể cung cấp dữ liệu cần thiết. Hãng dược phẩm Bharat Biotech đã đệ trình dữ liệu cho WHO trên cơ sở luân phiên và gửi thêm thông tin theo yêu cầu của WHO vào ngày 27 tháng 9. Nếu được chấp thuận, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với những người dân Ấn Độ đã được tiêm vaccine Covaxin theo chương trình tiêm chủng quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc di chuyển quốc tế khi một số quốc gia trên thế giới chưa công nhận loại vaccine này. Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 của các hãng Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi, khi nước này đang đối phó với sự xuất hiện trở lại của biến thể Delta và số ca mắc tăng. Hai loại vaccine trên cũng đã được tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên ở nước này. Trước đó, vào tháng 6, Trung Quốc đã bật đèn xanh cho sử dụng các vaccine này ở trẻ từ 3 tuổi trở lên. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực khống chế đợt dịch bùng phát mới nhất, với số ca mắc tăng nhiều hơn so với thời điểm trước khi xuất hiện biến thể Delta. Liên minh châu Phi AU cho biết khối này dự định sẽ mua tới 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna trong một thỏa thuận do chính quyền Mỹ làm trung gian. AU cho biết số vaccine trên sẽ được bàn giao trong những tháng tới. Trong đó, 15 triệu liều sẽ được chuyển đến trước cuối năm 2021, 35 triệu liều trong quý 1 2022 và 60 triệu liều trong quý 2 năm 2022. Hãng Moderna cho biết đang cố gắng để có thể cung cấp đủ lượng vaccine phòng COVID-19 cho châu Phi vào năm 2023 và có kế hoạch xây dựng một nhà máy bào chế vaccine tại lục địa này. Trước bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài, cần triển khai nhanh các giải pháp để tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, để các em sớm được trở lại trường học an toàn. Dự kiến từ ngày mai sẽ tiêm thí điểm cho lứa tuổi 16 đến 17 tại các tỉnh bị nhiễm sâu, học sinh nghỉ học kéo dài. Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Tiểu ban Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương phía Nam về công tác ứng phó với dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, cả nước đã phân bổ 70 đợt vaccine với tổng số 97,6 triệu liều. Đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2021, 19 tỉnh phía Nam được phân bổ 48,2 triệu liều vaccine phòng bệnh COVID-19, chiếm 49% tổng số vaccine phân bổ cho cả nước. Đã tiêm được 35,2 triệu liều vaccine, trong đó có 23,6 triệu liều 1 và 11,6 triệu liều 2. Đặc biệt là có 5 trên 19 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một vaccine đạt trên 95% là Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Và trong đó có 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi tiêm vaccine đạt trên 50% dân số từ 18 tuổi trở lên là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Đó là trong nhóm bệnh nhân nặng thì đa phần, đa số là người chưa tiêm hoặc là tiêm một mũi. Còn người tiêm hai mũi thì chỉ có 12% trong số nặng thôi. Và trong 12% số nặng này không có trường hợp nào phải thở máy xâm lấn, chỉ thở oxy cao lắm là FNC thôi, để cho thấy là rõ ràng là tiêm hai mũi có tác dụng rồi, không giảm mắc nhưng mà sẽ giảm nặng rất là rõ rồi. Các địa phương cho biết sau khi tiêm vaccine, tỷ lệ tử vong tại tỉnh cũng giảm, số ca nhiễm cũng giảm. Đơn cử như Tây Ninh, sau khi tiêm thì các ca bệnh tầng 2 giảm 50%, tầng 3 giảm 4 lần. Thành phố Hồ Chí Minh số ca nhiễm cộng đồng giảm hẳn. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý các địa phương cần thực hiện cao hơn nữa một bước vì nguy cơ dịch vẫn còn cao. Và trong cái quyết định của chúng ta là gì? Chúng ta phải đảm bảo ở cấp độ 4. Tức là gì? Nó phải đảm bảo cấp độ 4 thì chúng ta mới đáp ứng được. Cái thứ hai này phải đảm bảo cái hệ thống về oxy, thế rồi là những cái hệ thống về điều trị phân tầng, điều trị theo cái tháp 3 tầng của Bộ Y tế, theo quyết định 4111 của Bộ Y tế. Thế rồi vấn đề thứ ba là phải chuẩn bị kế hoạch cho cái trạm y tế lưu động.
Với hoạt động tiêm vaccine cho trẻ em, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn trước hết sẽ ưu tiên cho trẻ em ở khu vực bị nhiễm lâu và học sinh nghỉ học kéo dài để có môi trường an toàn nhất. Bây giờ ví dụ mình nói là vừa phải thống nhất toàn quốc, vừa phải linh hoạt với địa phương cũng là một thứ như mục tiêu kép. Bây giờ có ca bệnh ra, vừa là phải đảm bảo ca bệnh đấy không lây tiếp ra cộng đồng, nhưng mà lại vừa đảm bảo không ách tắc sản xuất ra, cũng lại là một thứ mục tiêu kép. Thì cái này chúng ta phải rất linh hoạt. Bây giờ chúng ta từng bước một, những cái vùng mà xanh rồi, mà cái nguy cơ chúng ta thấy được, thì chúng ta tổ chức cho các cháu đi học. Việc thích ứng với các điều kiện để có phương án phù hợp với tình hình mới là điều cần thiết. Tuy nhiên không vì thế mà đưa ra chính sách cực đoan, gây khó cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến cáo các trường hợp F1 vẫn cách ly 14 ngày.